đàn bà có thực sự thích tình một đêm và lý do gì khiến họ lựa chọn mối quan hệ này ngày càng nhiều? Các bạn thân mến, việc gần gũi thân mật là một điều hoàn toàn tự nhiên của nam và nữ khi yêu nhau, và đó là cách họ tận hưởng cảm xúc và những hương vị của tình yêu. Nhưng khi quan hệ với một người xa lạ, cảm xúc yêu có còn là sự tận hưởng nữa hay không? Và phụ nữ thì họ nghĩ gì về những điều này? Trước đây thì những chuyện thầm kín như thế này nó chỉ có thể nên được bắt đầu từ đêm tân hôn. Nhưng ngày nay thì mọi chuyện đã khác. Cuộc sống hiện đại khiến con người cởi mở hơn về những vấn đề trốn phòng the. Hầu hết chúng ta đều coi việc quan hệ trước hôn nhân là một điều bình thường, bởi vì nó đang dần trở thành một nhu cầu bình thường của cuộc sống. Và chị em phụ nữ dường như cũng đã đang ngày càng cởi mở hơn trong vấn đề này rất nhiều. Và đặc biệt là những mối quan hệ chỉ kéo dài trong thời gian chớp nhoáng, tình một đêm, cùng với sự mất niềm tin trong tình yêu, sợ bị ràng buộc hay để trả thù, đã khiến cho không chỉ đàn ông mà có cả phụ nữ muốn nếm trải mùi vị của kiểu tình cảm rất đặc biệt này. Và chúng ta hãy cùng đến với những lý do hàng đầu khiến chị em phụ nữ dấn thân vào những cuộc tình chớp nhoáng ngày càng nhiều. Thứ nhất là bởi vì phụ nữ ngày càng hiện đại và họ ngày càng bận rộn, không có thời gian để dành cho một mối quan hệ ổn định. Bất cứ ai, người từng ở trong mối quan hệ lâu dài thì đều biết rằng giữ cho nó chạy tốt mất rất nhiều sức lực và thời gian cá nhân khi mà tham gia nó. Những người phụ nữ bận rộn tạo lập sự nghiệp và thích vui chơi rất quan tâm đến kiểu tình một đêm. Với họ thì không cần thiết phải mất nhiều thời gian để ở bên cạnh một người nào đó. Họ thích tận dụng những sự tình cờ, ngẫu nhiên và hoàn toàn cảm thấy nó rất thú vị. Tình một đêm chính là giải pháp hoàn hảo cho những người phụ nữ, bởi vì họ có thể có tất cả những thứ mình muốn. Họ hẹn hò với một ai đó, cùng ăn tối vui vẻ và lên giường mà không cần có bất cứ một sự thỏa thuận nào. Họ không cần phải dành quá nhiều thời gian cho mối quan hệ. Thời gian đó họ để tập trung phát triển sự nghiệp hay lo cho những thú vui khác của bản thân mình. Đây chính là kiểu suy nghĩ của mẫu phụ nữ này. Lý do thứ hai, bởi vì phụ nữ ngày càng sợ bị ràng buộc. Những người phụ nữ khác chọn cách quan hệ này bởi vì họ sợ phải cởi mở bản thân với một người đàn ông và sợ bị tổn thương. Có thể họ đã từng rất đau khổ trong quá khứ và hy vọng rằng việc đi hoang của mình là cách tốt nhất để tránh phát triển bất cứ một chữ cảm xúc thực sự với người đàn ông nào nữa. Người có thể khiến cho họ đau lòng thêm một lần nữa. Người mà có thể khiến cho họ tốn rất nhiều thời gian, rất nhiều tình cảm và cả sự ràng buộc. Khi qua đêm với một người đàn ông xa lạ, họ hoàn toàn cảm thấy tự tin, tự chủ với sự tự do của chính mình. Đây cũng chính là lý do thứ hai mà rất nhiều chị em phụ nữ lao vào những mối quan hệ chớp nhoáng. Nguyên nhân thứ ba, đó là để trả thù. Có rất nhiều đối tác nữ tin rằng đàn ông là người điều khiển trò chơi tình ái. Vì thế bởi rất là nhiều cô gái bị đối xử chẳng khác gì trò chơi. Trong khi một vài phụ nữ tìm cách rút ra kinh nghiệm thì số khác đang tìm cách trả thù. Mỗi gã đàn ông sẽ phải trả giá cho việc làm tổn thương trái tim của nàng. Họ tự coi mình là nạn nhân và gộp mọi loại đàn ông vào cùng một ruộng. Bằng cách lao vào tình vui giây phút thôi, họ muốn những người đàn ông này về nếm trải những nỗi đau khổ mà họ từng có. Tuy nhiên dường như chị em nhận ra rằng trong cuộc chạy đua rất dài kỳ này thì tự họ lại đang làm tổn thương chính bản thân mình một cách nặng nề hơn. Lý do thứ tư là được quên đi tình cũ. Một vài phụ nữ sử dụng các cuộc tình phút chốc như là một cách để quên đi anh chàng trong quá khứ của mình. Họ ngủ với rất nhiều đàn ông nhằm mục đích vượt qua nỗi sợ và nỗi đau đớn rằng chuyện tình cảm của mình đã chấm dứt và bản thân mình cần phải một mình chống chọi với thế giới này. Họ tránh cảm giác bị cô đơn, giống như sợ một căn bệnh truyền nhiễm vậy. Và chính vì nỗi sợ hãi này, họ vơ quàng vơ đại lấy một người đàn ông nào đó, bất cứ ai, đều có thể qua đêm cùng, để khuất lấp đi những sự cô đơn ngày càng bao trùm lên chính tâm trí của họ. Và nguyên nhân thứ năm, đó là bởi vì những người phụ nữ này thực sự họ thích như thế, họ coi đó là một hành động thú vị, chẳng phải vì nguyên nhân gì cả. Một vài cô nàng thực sự họ có nhu cầu về những chuyện thầm kín này rất lớn. Trên thực tế thì họ thích hoạt động trên giường hơn là với những gã đàn ông. Đối với kiểu phụ nữ này thì gần như đây là một trò chơi giải trí và họ muốn nó xảy ra liên tục nếu như có thể.
Phía nữ mong muốn đạt được sự hài lòng ngay lập tức, và bất cứ cơ hội nào đến tay là họ tận dụng hết mọi lợi ích của nó. Và với những người phụ nữ coi rằng chuyện tình một đêm là một thú vui, là một hành động thi vị như thế này, thì thực sự nếu như người đàn ông nào các anh có thể vui chơi qua đường thì tôi không nói, nhưng nếu chọn gắn bó cả đời với kiểu phụ nữ này thì thật sự các anh cũng cần phải chuẩn bị một tinh thần thép đấy. Các bạn thân mến, phụ nữ hiện đại có nên chơi trò tình một đêm hay không? Tình một đêm thực sự là một khái niệm không còn xa lạ đối với nhiều chị em phụ nữ thời hiện đại. Tuy nhiên, đã có mấy ai dám liều lĩnh thử trò chơi này hay chưa? Tình một đêm hay còn gọi là tình cho không, tình biếu không, không cần biết đối tượng là ai, cũng không đòi hỏi trách nhiệm hay một nghĩa vụ nào của bất cứ một bên nào, chỉ cần thích là nhích ngay. Làm chuyện xong anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, coi như chẳng liên quan gì đến nhau. Một số chị em phụ nữ có lối sống hiện đại, phóng khoáng thì cho rằng nó như là một nhu cầu thiết yếu của con người. Đói thì ăn mà mệt thì nghỉ, không có gì mà phải quan trọng hóa vấn đề, mà còn mang lại cho họ nhiều cảm xúc mới mẻ trong đời sống chăn gối. Cũng không thể phủ nhận được rằng tình một đêm cũng mang lại cho phụ nữ nhiều lợi ích, như là giải tỏa đi những bức xúc, xua tan những mệt mỏi, giúp cho chị em đổi gió, cảm thấy hưng phấn hơn, tích lũy thêm một kho kỹ năng về những chuyện này, và nhất là không tốn nhiều thời gian để nuôi dưỡng một mối quan hệ. Cũng chính vì những lý do mà chúng tôi vừa đề cập trên, nên đã có một số chị em phụ nữ cho rằng nó là một trào lưu, là một sự lựa chọn hấp dẫn, có thể vừa say sưa với công việc mà vẫn không bỏ lỡ những thú vui về xác thịt. Thế nhưng bạn có bao giờ nghĩ đến những hệ lụy đi kèm với nó chưa? Với đàn ông, câu hỏi này dường như dễ dàng hơn đối với phụ nữ, bởi vì tình một đêm về cơ bản là không khác gì mấy với trường hợp các anh đàn ông đi bóc bánh trả tiền, bỏ tiền mua vui và quên ngay sau đó, thậm chí có gặp lại cũng chẳng nhớ người đó là người từng chung đụng với mình. Có chăng chỉ khác về phương diện tình cảm, phải có dấu ấn, dấu tượng gì đó với đối phương thì mới có thể đưa nhau lên giường được. Tuy nhiên, đối với nhiều phụ nữ, đặc biệt là chị em phụ nữ Á Đông, thì điều đó là hoàn toàn không dễ dàng như vậy. Người ta thường nói đàn ông sống thiên về bản năng, còn đàn bà thì sống thiên về tình cảm. Người ta cũng nói rằng trong các mối quan hệ thì phụ nữ vẫn sống theo cảm xúc của chính mình nhiều hơn là bản năng. Chính vì vậy mà cho dù chỉ là một đêm thôi, nhưng chắc gì bạn đã quên ngay được người đàn ông đó, có khi còn vương vấn mãi một thời gian dài cũng không thể quên được. Đã có trường hợp này xảy ra rất hy hữu. Cô gái đã chót yêu tình một đêm của mình, nhưng chớ trêu người đàn ông đó lại chỉ coi cô đúng với cái tên của nó. Anh ta quên ngay như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Điều này khiến cho cô gái ôm một mối tình vô vọng, đau khổ trong suốt một quãng thời gian dài. Theo một nghiên cứu tập trung vào các đối tượng nam nữ đã trải qua tình một đêm của các chuyên gia tâm lý cho thấy rằng 80% đàn ông tỏ ra thích thú, nhưng chỉ có 54% phụ nữ vui vẻ với trải nghiệm mới mẻ này của mình. Số còn lại thừa nhận rằng họ không thỏa mãn như họ nghĩ và sẽ không gặp lại kiểu yêu đương này nữa. Nguyên nhân là bởi vì họ không có cảm giác mình được tôn trọng khi ở trên giường. Họ sợ bị lộ, cảm giác xấu hổ, tự hạ thấp và dè dúng bản thân mình, lo sợ bản thân bị lợi dụng hay mang tiếng xấu. Thậm chí có người còn mang cảm giác dằn vặt và tự ti không thể gần gũi với người mình yêu hay chồng của mình thêm được nữa. Một điều tệ hại không thể không nói đến đó là khả năng mắc các căn bệnh lây nhiễm rất cao. Bởi vì chẳng ai có thể đảm bảo được rằng anh chàng bạn mới quen hoàn toàn sạch sẽ và không mắc bất cứ một căn bệnh lây nhiễm nào. Tuy nhiên, nếu như bạn là người bản lĩnh và tự tin vào khả năng phiêu lưu tình ái của mình, thì có thể tách biệt rõ ràng cảm xúc nhất thời với nhu cầu thể xác và tình cảm chân thành, thì bạn có thể tham gia vào trò chơi này cũng được. Nhưng cũng đừng quên bảo vệ bản thân mình là trên hết, đã có ý muốn thì nhất định phải đề phòng. Thật ra thì thử hay không thử đều là do quan điểm và bản lĩnh của mỗi người. Nó hoàn toàn không xấu, cũng chẳng liên quan quá nhiều đến vấn đề đạo đức con người ở đây. Nhưng mà bạn hãy cân nhắc thật kỹ trước những hệ lụy mà nó mang lại, hơn là những lợi ích mà chỉ vượt qua trong chốc nhát. Nên hay không nên hoàn toàn phụ thuộc vào cách suy nghĩ cũng như hoàn cảnh của mỗi người. Tất nhiên chúng tôi không cổ suý, nhưng chúng tôi cũng chẳng cấm cản gì bạn, hay chúng tôi cũng không có quyền làm việc đó với bất cứ một ai. Sự lựa chọn hành động như thế nào thuộc về mỗi chúng ta, và tôi tin rằng những quy chuẩn đạo đức và kể cả là những suy nghĩ và lối sống của mỗi người hoàn toàn khác nhau.
chúng ta cũng chẳng cần phải dạy ai về sống là một người có đạo đức cả. Chỉ làm sao phù hợp với hoàn cảnh của chính mình và vẫn có thể làm chủ và điều khiển được cuộc vui của chính mình. Đừng để đến khi mà mọi thứ đi quá xa hoặc không thể cứu vãn, cũng không cần phải học hỏi, cũng không cần phải bắt chước bất cứ ai cả. Chính bạn phải là người làm chủ được cuộc sống của mình. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng tôi đã gửi đến các bạn lời chia sẻ về chủ đề tình một đêm đối với nét tâm lý của các chị em phụ nữ. Thật sự thì khi nhắc đến vấn đề này thì có lẽ rất nhiều người nghĩ rằng đây là một vấn đề, một vấn nạn mà các chị em phụ nữ tuyệt đối nên tránh, nó không khác gì như ngoại tình cả. Thế nhưng việc suy nghĩ như nào về vấn đề này hoàn toàn phụ thuộc vào cách tư duy và ý kiến của tất cả các bạn, và chúng tôi tôn trọng cũng như mong muốn được lắng nghe, được chia sẻ cùng với tất cả các bạn về vấn đề này, để chúng ta cùng chia sẻ và gửi đến nhau những quan điểm của chính mình. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.